Dạ yến thảo bạn ơi, đây dạ yến thảo bên Nhật ạ. À, người ta bán cây giống như thế này bạn ạ. Đây một bầu cây của nó như thế này. Một cái bầu cây như này 75 cứ cho là thành 100, 100 nhân với 20 là có 20.000 các bạn ạ. 20.000 một cái cây như này. Và cũng có rất là nhiều màu nhá. Màu này là ở Việt Nam không có này. Màu này Việt Nam có, màu này có này, cây này có này, cây này có, cây này có, cây này có, cây này có. Ờ, túm lại là rất nhiều màu. Nhưng mà có cái màu này ở Việt Nam là không có. Còn đâu đa phần tất cả các màu sắc khác đều có. Ngoài cái loại bé bé như này thì còn có cả cái loại to ạ. Loại to hơn là loại như này ạ. Đó. Ôi cái cây này đẹp quá này. Sen cạn này, bên này cũng có này. Các cây giống là có loại to, loại nhỏ, cúc vạn thọ cũng có này. Rất là đẹp luôn. Đẹp quá luôn ạ. Đây. Đây, ôi trời, cái bông hoa này 100.000 luôn. 100.000 một lắm này. Đẹp quá nhỉ. Cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu có rất là nhiều loại luôn ạ. Nhiều loại quá. Quá là đẹp nhỉ. Mua về trưng trong nhà quá xinh luôn mà giá rất là hợp lý ạ. Hoa hồng ạ. Các loại hoa hồng luôn. Hoa hồng là 4.400 cho là 5.000 cho dễ tính. 5.000 thì mới là 100.000 nữa ạ. 100.000 một gốc hoa hồng này. Quá đẹp. Nhiều màu nhỉ. Phăng này và thì hoa phăng này, các màu sắc luôn. 398 là 400 mà có 80.000 nữa ạ. 80.000 một cái giỏ phăng như này. Đẹp quá. Hoa hồng. Này, đẹp không? 8 8 2 14. Xin lỗi, 8 2 16. 16 là 160.000, 160.000 như này.